Xin được cảm ơn và kính chào quý vị. Đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa, sau đây là những thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, cơ quan chức năng huyện chợ Gạo Tiền Giang đang làm rõ nguyên nhân vụ người phụ nữ bốc cháy giữa đường. Khoảng 18 giờ 34 phút ngày 16 tháng 7, người phụ nữ chạy xe máy biển số tỉnh Long An lưu thông trên quốc lộ 50. Khi đến đoạn gần vòng xoay chợ gạo, xã Long Bình Điền, người này dừng xe lại rồi cầm hai chai nhựa chứa chất lỏng nghi là xăng đổ lên người và ngọn lửa bùng phát. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng tiếp cận để dập lửa. Khoảng vài phút sau, ngọn lửa được dập tắt, còn người phụ nữ bị bỏng rất nặng. Người dân đã đưa người này đến trung tâm y tế huyện Trợ Gạo cấp cứu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một giấy tờ tùy thân mang tên DTO, 29 tuổi, ngụ thị trấn Cần Duộc, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An. Cơ quan chức năng mới đây đã xác định nguyên nhân xảy ra vụ nổ ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc khiến 7 người bị thương là do nổ khí ga tại căn shop house nằm trong tòa nhà The City Light. Theo thông tin chính thức từ Ủy ban nhân dân phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, vào khoảng 8 giờ 25 phút ngày 16 tháng 7 đã xảy ra một vụ nổ khí ga tại căn shop house nằm trong tòa nhà The City Light. Căn nhà này đang được sửa chữa thành một nhà hàng và chuẩn bị đưa vào khai trương. Sức ép từ vụ nổ khiến 7 người bị thương toàn bộ hệ thống trần thạch cao tầng 1, 2 của nhà hàng bị phá tung, hư hỏng nặng. Nhiều thiết bị điện, hệ thống cửa kính bị vỡ nát, văng xa hàng chục mét, hư hỏng nhẹ các nhà bên cạnh. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Vĩnh Phúc đã điều hai xe cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường. Chỉ huy đơn vị cho biết một nhóm công nhân đang sửa chữa bên trong shop house, nhận định ban đầu có thể do dò dỉ khí ga. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Việt Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã có mặt tại hiện trường cùng với lực lượng công an tỉnh, công an thành phố Vĩnh Yên để chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả, điều tra để tìm ra nguyên nhân vụ việc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên cũng đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc nơi cấp cứu người bị thương, nắm tình hình, thăm hỏi, động viên, đồng thời chỉ đạo các y bác sĩ thực hiện các biện pháp cứu chữa, chăm sóc tốt nhất cho những người bị thương tích. Tòa nhà The City Light cao 18 tầng nằm tại ngã tư Nguyễn Tất Thành giao với Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang, tầng 1, 2 là khối shop house liền tường được chia thành 8 lô rộng 100 đến 200 m2. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân. Khoảng 9 giờ ngày 15 tháng 7, trong lúc tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Mỹ Đông, huyện Tháp 10, tổ cảnh sát giao thông, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện ba thanh niên đi trên hai xe máy có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, nhóm thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Cùng lúc, tổ cảnh sát giao thông nhận được thông tin, công an huyện Tháp 10 Đồng Tháp, công an tỉnh Tiền Giang và Long An cũng đang truy tìm ba đối tượng có đặc điểm giống với nhóm thanh niên nói trên. Theo điều tra ban đầu, Trần Quốc Kiệt 19 tuổi, Trần Văn Việt 16 tuổi và Nguyễn Thành Tâm 17 tuổi từ lớp vò sang tỉnh Tiền Giang chơi khuya ngày 14 tháng 7 thấy hai thanh niên chạy xe phía trước, nhìn thấy khét, kiệt và đồng phạm lấy dao tự chế chém loạn xạ, rút súng chưa rõ loại hăm dọa. Khi hai nạn nhân gục trên đường, nhóm kiệt cướp xe máy tẩu thoát về hướng huyện Tháp 10. Thiếu tá Lê Thanh Trung cho biết, các cảnh sát giao thông đã chia thành nhiều hướng vây giáp. Hai nghi can bỏ chạy một lúc thì phóng xuống sông ẩn nấp nhưng vẫn bị phát hiện. Một cảnh sát giao thông trong lúc bắt kiệt và tâm đã bị thương nhẹ ở chân. Khai thác nhanh, Tổ cảnh sát giao thông xác định đồng phạm còn lại của Kiệt đang ở Lấp Vò, liền báo cảnh sát địa phương mật phục bắt giữ. Kiểm tra túi hung khí của nhóm cướp, cảnh sát thu giữ hai dao tự chế, 3 khẩu súng chưa rõ loại. Tổ cảnh sát giao thông đã bàn giao nhóm Kiệt cho cơ quan điều tra tỉnh Tiền Giang làm rõ sai phạm. Vài ngày sau khi xảy ra vụ sạt lở tại km 11 tỉnh lộ 34 đoạn qua xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang khiến 11 người tử vong, anh Nguyễn Đức Tài 33 tuổi, trú tại thôn Nà Sài, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến sự việc. Anh là người trực tiếp có mặt ở hiện trường từ thời điểm ban đầu và chính anh đã cứu được một bé gái ra khỏi nơi sạt lở. Ngay xảy ra vụ tai nạn thương tâm, khi anh đang di chuyển bằng xe máy theo hướng Bắc Mê đi thành phố Hà Giang đến đoạn đường qua xã Yên Định, anh Tài thấy một ô tô 16 chỗ di chuyển hướng thành phố Hà Giang đi Bắc Mê đang bị xa lầy, bùn đất lấp ngang bánh không thể di chuyển biết đường đi khó khăn anh tài quay xe lại lúc này một ô tô con cũng đi qua họ đánh lái thêm một đoạn rồi dừng lại ba người trên ô tô xuống xe cùng anh tài tới đẩy giúp xe khách khi cả nhóm đang tập trung ứng cứu anh tài thấy đất đá từ trên cao ao ao đổ xuống anh hoảng hốt hô to sập rồi mau chạy thôi nghe tiếng hô của anh tài mọi người hoảng loạn tháo chạy trong khi tháo chạy anh tài thấy một bé gái khoảng 7, 8 tuổi đứng khóc một mình gần vị trí anh dựng xe máy. Theo phản xạ, anh kéo tay bé gái chạy hết tốc lực. Anh Bàng Hoàng kể, đất đá ập xuống như đuổi theo phía sau, ô tô trôi đi, cây cối đổ xuống, tôi chỉ biết cố gắng chạy thật nhanh. Lúc ấy, trong đầu tôi nghĩ chắc mình không sống sót nổi. Chỉ một chốc lát sau, dưới chân nước mưa bùn cứ ao ao chảy theo. Đưa bé gái tới nơi an toàn, anh tài mượn đèn pin rồi cùng vài thanh niên quay lại hiện trường cứu người họ gần tới nơi một đợt sạt lở khác tiếp tục đổ ập xuống lúc này anh tài không còn nghe thấy tiếng của ai anh đau xót nhận ra nhiều người đã bị vùi kín trong bùn đất không còn khả năng kêu cứu ba thanh niên cùng anh xuống đẩy xe vì thế cũng thiệt mạng trước mắt họ là hàng nghìn khối đất đá đã đổ ập xuống khiến mọi nỗ lực cứu người như vô vọng anh nói chúng tôi soi đèn thấy một thanh niên bị mắc kẹt nhưng người này đã tử vong Cảnh sát sau đó có mặt ở hiện trường, anh Tài tiếp tục ở lại hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Anh Tài cũng đã cùng hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm thấy bốn người bị mắc kẹt dưới đất đá, nhưng dù được đưa ra khỏi đống đổ nát, tất cả nạn nhân đều không qua khỏi. Vụ sạt lở trên quốc lộ 34 đoạn qua huyện Bắc Mê khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương. Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường, anh Tài tiếp tục ở lại hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, trong quá trình cứu cháu bé và hỗ trợ đưa các nạn nhân ra khỏi đống sạt lở, xe máy của anh Tài đã bị vùi lấp, hư hỏng. Biết hoàn cảnh gia đình anh Tài gặp nhiều khó khăn, xe máy là phương tiện di chuyển chung của cả gia đình, nên Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Công trình Việt Theo đã trao tặng anh Tài một chiếc xe mới. Được biết, anh Tài hiện là nhân viên kỹ thuật của Công ty Công trình Việt Theo Hà Giang, khu vực huyện Bắc Mê. Khoảng hơn 21 giờ ngày 15 tháng 7, công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến đôi nam nữ tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng gần 19 giờ cùng ngày, tại quán trà nằm trên đường Lê Văn Khương, phường Thời An quận 12, mọi người hoảng hốt khi chứng kiến một người đàn ông dùng dao tấn công một người phụ nữ trung niên vào vùng ngực. Nạn nhân đã không kịp phản kháng, gục xuống tại chỗ. Ngay sau đó, người đàn ông tự phương hại mình và cũng gục xuống ngay bên cạnh. Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến những người có mặt trong quán không kịp can ngăn. Người dân sau đó đã trình báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, công an quận 12 có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời lấy lời khai các nhân chứng có mặt bên trong quán tại thời điểm xảy ra án mạng. Một số nhân chứng cho biết, đôi nam nữ trên là khách đến quán uống nước. Hai người được xác định là ông HVH sinh năm 1985, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và bà MTV sinh năm 1982, ngụ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Theo người dân khu vực, khoảng 18 giờ, ông Hát và bà V đi xe máy tới quán trà. Hai người sau khi gọi đồ uống thì lên lầu một quán trà để nói chuyện. Ông Hát và bà V ngồi cạnh nhau. Sau đó, trong lúc trời mưa khá to, ông Hát rời khỏi quán trong trạng thái căng thẳng. Người đàn ông không mặc áo mưa mà chạy sang tiệm bán tạp hóa đối diện quán trà như để hỏi gì đó. Theo một số người dân, thời điểm này, ông Hát qua quán để hỏi mua hung khí Ông Hát được miêu tả mặc áo thun có cổ màu đen, quần jean, đi giày đen, tay đeo đồng hồ. Tuy nhiên, quán này không có bán dao. Người đàn ông lúc này tỏ vẻ khá căng thẳng, liên tục vò đầu bứt tóc. Sau đó, ông Hát bỏ chạy sang quán gần đó, dù trời đang mưa lớn, một lúc rồi quay lại quán trà trước khi sự việc xảy ra. Theo lời các nhân chứng, trước khi xảy ra án mạng, cả hai có mâu thuẫn và cự cãi nhau. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được lực lượng công an quận 12 điều tra, làm rõ.